Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán Thằng Thầy Lợi nha các bạn. Hôm nay mình nói về tính phân số lớp 6. Thì để tính phân số lớp 6, thứ nhất các bạn cần nhớ đó là thứ nhất nè, đó là phép cộng trừ nhân chia các số nguyên. Ví dụ như 2 trừ 4 thì ta lấy số lớn trừ số bé là 4 trừ 2 được 2, lấy dấu số lớn là dấu trừ, ok chứ ạ. Ví dụ về phép nhân, ví dụ như 2 nhân cho trừ 3, ta lấy số nhân số là 2 nhân 3 bằng 6, cộng với trừ ra là trừ, ok chứ ạ. Các bạn phải giỏi vấn đề đó trước. Thứ hai đó là các bạn phải giỏi về cộng trừ nhân và chia phân số, ok chưa ạ. Rồi lấy ví dụ như bài A đó là 7/9 trừ 1/6, thì mẫu số chung thì các bạn phải biết mẫu số chung, lấy hai thằng này nhân lại cho nó lẻ, được chưa ạ. Mình sẽ làm nhanh nha các bạn. Rồi lấy hai này nhân lại, 9 nhân 6, 9 thì thiếu 6 vậy ở trên 7 nhân 6, trừ 6 thì thiếu 9 vậy là 1 nhân 9. Rồi các bạn hãy tính ra kết quả bằng bao nhiêu giúp lại, ok chưa ạ. Tương tự phép cộng cũng như vậy. Rồi đối với phép nhân bài B, ví dụ như 4 nhân 5/9 thì 4, các bạn nhớ 4 là số tự nhiên, chính là có dạng phân số là mẫu là 1. Đối với phép nhân phân số với phân số, ta lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu, vậy là 4 nhân 5 bằng 20, 1 nhân 9 bằng 9, ok chưa ạ. Tương tự đối với phép chia, 8/7 chia cho 2/3 thì chia các bạn thành nhân nghịch đảo phân số thứ nhất, các bạn viết lại nhân nè, nghịch đảo nè, đổi vị trí cho nhau, tử xuống mẫu, mẫu lên tử, vậy 3/2. Rồi tới đây các bạn lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu, vậy sẽ ra là 24/14. Và các bạn thấy rằng các bạn rút gọn được cho 2, vậy ra 12/7, ok chưa ạ. Rồi tương tự các bài còn lại, các bạn hãy giải và comment kết quả ở phía dưới giúp Lợi nha các bạn. Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp Lợi để Lợi khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người, xin cảm ơn, bye bye.